Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ocean. Hôm nay mình sẽ đi đến quán Laksa, một quán Laksa bán cái đam mê ở Tây Nam. Đây là Molly Molly. Dạ Molly mất Laksa. Dạ, thì bây giờ mình sẽ bước vào bên trong nha. Quán này là quán buôn bán cái đam mê các bạn. Thì đây chính là hình ảnh của quán Molly Dessert House. Đó. Thì bây giờ là 9:40 các bạn. Quán thì mở lúc 10 giờ. Thì bây giờ mình đi vào. Hiện tại cũng chưa có mở gì. Nhưng có một điều á, có một điều mà mình rất là thích ở quán này á, biết là gì không? Đây, như hình ảnh. Với tôi là mình tìm hình của mình lại chưa thấy trên đây nhỉ. Để lát mình hỏi bà chủ xem tại sao hình mình lại vẫn chưa có. À, tại vì lâu lâu mình đến đây mình à đây nè các bạn. Thấy không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem đồ ăn nha. Laksa này đó, giá rất là vừa phải đối với bạn. Đây là các món ăn đi kèm. Đây, mình thì đó, mình hay uống lá ăn quả. Đó, không gian quá nữa các bạn. Đây có hai cái máy lạnh. Đây, phía sau. Đấy các bạn thấy đó, hình của mình ở đây các bạn. Đó. Cảnh hơn. Bởi vậy lâu lâu mình đến đây mình giống như kỷ niệm các bạn. Đến đây mình ăn rồi đây là chủ các bạn. Nhưng mà đã đợi bà chủ đến nữa. Đó, vui. Thì ngoài ra có một số mặt hàng khác. Đây như là xếp đồ nành nè. Bánh nè. Homemade luôn các bạn. Đó. Khá là ok. Đây là quán Laksa nè các bạn. Đây là quán Laksa Moli nè. Đó, thì đây là cái món Laksa combo này. Cùng có cá. Cá rồi fish ball nè. Với lại là cái bánh canh nha các bạn. Đó, rồi có thêm cái nước sốt nữa nè. Thì khi mà mình ăn là mình sẽ cho nước sốt này vào lại. Với đây là bò pía. Còn đây là cái nước lá hán quả các bạn. Đó. Thì tuyệt vời.